Tiếp tục chương trình ở Sài Gòn một mình không cô đơn thì tối nay tôi lại đi ăn với cái đám bạn của tụi tôi tiếp nè mấy bạn. Mà hễ mỗi lần mà chuẩn bị lên đồ đi ăn là ta nói hang cả nhóm nó xào xáo á, tại vì là không biết chọn cái quán nào đi ăn, lại tiếp tục quay lại con đường cũ là đi cái quán dim sum cũ nè mấy bạn. Mà cái quán này đi ăn bao nhiêu lần cũng không có ngán hết trơn á, mà quan trọng nhất là giá nó rẻ nha. Nhưng mà cái nết đi ăn của Tú là đâu có vừa đâu, ăn phải ngon mà nó rẻ nữa thì còn gì bằng phải không? Thành ra là phải đi miết thôi nè. Một rổ như vậy là 48 cành đó mấy bà. Mà đi bốn đứa thì đi ăn cũng cỡ mười mấy rổ đó nha. Mình tôi chắc cũng năm rổ rồi đó. Ở đây không biết có bà nào giống như tôi không, mê ăn chấm á mấy bà. Mấy cái dòng mà sốt hay chấm nào đó là tôi ăn mặn mà dữ lắm. Ăn phải đậm đà mặn mòi mới chịu. Thành ra là cái quán mà có đồ chấm ngon là coi như lỗ á, tôi là lời đó. Cái há cảo chiên với tôm tươi ta nói nó giòn mà bên trong nó mềm, nó tươi, nó thơm, nó ngon gì đâu á. Cái lúc này ăn là phải dùng tới đôi đũa tay nha, ăn bằng tay nó mới ngon nè. Tại vì cái đũa gấp nó không có dính, ta nói cái đũa nó trơn còn hơn là cái gì nữa. Mà mấy bà thấy đó, ăn là phải bằng muỗng chứ đũa tôi đâu có gấp được đâu. Cái mục đích bữa nay của tôi nó hơi bị bự, tại vì tôi biết nhỏ em nó sắp giới thiệu cho tôi một đứa em của nó sắp ra trường làm nghề xăm nha. Thì cũng như ham hớ mà vô hỏi em ơi, em nhắn cái cặp chân mày với cái mỏ của chị em xăm cỡ nhiêu tiền. Rồi ổng trả rồi nghe vui dễ sợ, ổng kêu chị ơi em xăm mình. Tôi ăn hồi nãy giờ mà thấy chưa có hết món luôn á chàng. Không biết mấy đây nó kêu cái gì mà nó kêu dữ vậy không biết nữa. Mà ai kêu mình ăn thì mình cứ ăn thôi. Tao nói cái này ăn cái chả nó chiên giòn á, nhưng mà giống như là cá thác lát chiên giòn mấy bà, thật cực kỳ ngon luôn nha. Ăn không có biết tên gì hết trơn ráo trọi á. Ai kêu ăn thôi. Ai rủ thì đi mà ai đòi tiền thì tôi cũng trả đó, mà nhiều khi thì cũng quệt nha. Cái khúc này chân gà nó ngon quá hà, mà có điều mà xử lý bả hơi khó nên thôi xin phép cho tôi bỏ qua đi. Rồi giờ mình tới cái mạng mà mình xử lý cái bà kem này cho nó mát cổ họng rồi mình đi về đừng ngủ cho nó im nè. Tao nói cái dòng mà mình đòi ăn mặn nó ngán rồi hé, mình làm đi kem gì hết nó mát, tối ngủ khỏi đắp mền luôn á mấy bà.